thấy hai đứa mình hạnh phúc quá ha. Anh Quốc anh cười chưa? Dạ, xin chào quý vị khán giả kênh Cương Dừa. Cương Dừa với lại tới kính chúc quý bà cô chú anh chị thật là nhiều sức khỏe. Hồi chiều tới dẫn Cương Dừa lên xã Phú Điền hả? Dạ. Huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai để đi bắt con trai. Mà sao ở Phú Điền nhiều trai quá ha? Bắt quá trời luôn. Dạ. Này mà gần dẫn mấy bạn nữ xuống đây bắt chắc là cũng khoái lắm. Đúng không? Dạ. Xong rồi cái về cái tắm rửa nghỉ ngơi xíu cái mấy anh em vừa rửa sạch rồi cái giờ bắt đầu nướng. Nướng này có mỡ hành với đậu phộng nè bà con bác. Có tuyệt vời không? Cái con này mà một người ăn chừng ba con là no luôn á. Bự ghê hả? Đã ghê không? Dạ con đây còn nguyên thao luôn nè bà con bác. Cho nó mày có con gà lộc kiến nữa nè. Con cá lộc kiến giờ nó cũng ngủ rồi. Đó, con này con trai nè, con này con chép nè, con này con cua nè, con này con ốc nè, này đúng giữa hải sản luôn á. Rồi là nãy giờ là đầu quý chính là tới đó. Giờ nướng sắp xong rồi, cái xong mấy anh em cũng vừa sẽ vô ăn cơm tối. Giờ gần 9 giờ rồi, sắp xỉu rồi luôn à. Đợi giờ coi được một cái bữa ăn cầu kỳ phức tạp thì chứ mất thời gian ghê luôn, nhưng mà nó sẽ ngon. Giờ nó cũng sẽ rất là ngon này. Dạ ha. Cảm ơn tới lại bà xã của tới lại mẹ của tới rất nhiều ha. Để chiều giờ dẫn anh đi thăm nắng nè, rồi đi bắt trai nè. Rồi thôi bà con bác. Cái con này thì Cương Dừa mới đầu Cương Dừa tưởng là con dợp. Dạ dợp biển á. Nó cũng giống giống vậy đó. Mà con dợp nhìn ruột nhiều khi không bằng con này luôn nha bà con bác. Còn ở dưới quê Cương Dừa thì có con gan can. Dạ gan can, con gan cờ. Dạ bà, đây là nhà của Tuyên với Lộc nha bà con bác. Dạ đây là cái bên cái mấy hiên. Nhà đang đốt cái lửa để nướng. Cho nên không có cái bếp cho nên là mọi thứ nó là tại chỗ cho nên nhìn nó hơi lu bu và con quá thông cảm. Còn mấy mình nhỏ mình ăn con nhỏ thôi, rồi còn mấy con bự để cho cô chú gì bác đồ ăn. Mình xin phép thử con này để hiểu đến bà chú chị. Đầu tiên mình sẽ hấp một cái nước. Nước con chép nó rất là ngọt, có mỡ hành đó, nên nó béo béo. Hồi nãy con xin nước lắm nữa, nó mặn mặn. Cái nước này ngon quá trời đó. Ngon ngon cái nước này đó. Tới luôn. Thì khác nha. Dạ khác nha. Đúng ngon mà gặp đắng đói bụng nữa. Nó ngon gì hơn cả. Ngon quá. Cảm ơn em luôn ạ. Một cái tiệc nướng quá ngon. Nướng nhiều đây thôi vô cơm nha. Chén đũa nó chanh nó lên xong rồi. Rồi để lâu nó bị ấy mất nước. Dọp. Để ngồi nó khô á. Khô không có dai, bởi vì cái này nãy giờ nướng mời mấy bác của cô đến ra mình ăn trước để ngon. Chứ hồi nó ngủ rồi nó không có dai. Ôi ôi đã.
bây giờ thì mấy anh em Phương Dừa sẽ vô trong. Dạ, ở vô trong còn có một cái nồi lẩu nữa, nồi lẩu cá lăng mà hồi chiều á Phương Dừa hồi trưa á Phương Dừa đi ngang cầu La Ngà, cái Phương Dừa thấy đó có nhiều bè, cái nhiều xuống người coi, cái nhiều ghé thì mua một con quả lăng 2 kg chín, là 2 kg ốc đắng nữa, mà ốc đắng để mời ăn. Rồi cô Út là em của bác Năm đang nấu cái món lẩu cá lăng, đang dọn chén ở trong, bây giờ mình sẽ vô mình phụ rồi sẽ dùng cơm tối cùng với gia đình của Tuyên Lộc nha bà con bác, nhưng mà Lộc chưa có về, chỉ có Tuyên thôi. Dạ, giờ mời bà con bác vô dùng cơm với mình rồi nha. Bà con của bác thân mến, đây là dĩa cá lăng nè. Trời ơi, hấp dẫn quá. Cá này chiều con tính mua về để con nuôi á bác. Sao bác mừng vậy? Trời ơi, giờ mừng người phải ăn hả? Quá hấp dẫn luôn. Đây, giới thiệu bà con của bác, đây là bác Năm. Dạ, ba của Tuyên. Còn đây là tới cháu của bác Năm. Kêu bằng bác Năm là cậu. Còn đây có cậu Tư. À, bên đây gì cô đây là dâu cô, đây là Thiên, đây là Tuyên, đây là Toàn. Đó, hôm nay là đang có mặt đông đủ ở nhà của Tuyên để ăn bữa cơm tối. Bây giờ bữa cơm tối 9 giờ rồi. Còn Lộc thì mẹ đang bệnh cho nên phải lên Biên Hòa để nuôi. Dạ, ngày mai không biết có về kịp hay không nữa, rồi không biết Phương Dừa có trao đổi công việc được hay không nữa. Nhiều khi lỡ một chuyến nữa cái nó kéo dài ra nữa, cái không sắp xếp được nữa. Dạ, hôm nay có hai món nha bà con bác. Nên đây là lẩu cá lăng do cô nấu. Ngon quá trời quá đất, rau nhà luôn á. Còn món thứ hai đây là con trai. Đó, con trai được nướng rồi xong rồi được ướp với lại mỡ hành rồi đậu phộng, nhìn rất là hấp dẫn, rất là nóng. À, trong khi chờ đợi lẩu sôi thì con nghĩ ăn cái món này trước đi cho nó nóng. Nè bác, ăn đi bác. Bác dùng con đi. Đây. Cô. À. Nè em ra. Không ăn hả? Ngán hả? Nè con. Ăn con. Kỳ vậy? Ăn con cho vui coi. Cái gì đâu mà. Ờ. À. Đây. Em lấy con đi. Ngán hả? Trời ơi. Anh vậy là dạ, anh ăn hết. Có nè. Rồi vậy anh ăn hết. Dạ. Rồi. Anh ăn cho anh mập luôn. Dạ xin mời bà con bác. Cái con này nhìn nó bự nhưng mà cái ruột nó một xíu à. Ha. Bác nó khô lại sao? Rồi xin mời bà con bác nha. Đây nè. Đó. Gươm gươm nó vô. Cái này mà còn là cái này vừa ăn rồi mình khỏi có thêm nước mắm, cái này còn bỏ thêm nước mắm nữa là dạ, nó rất tuyệt vời. Dạ xin mời, mời cả nhà, mời bà con bác. Dính miệng. Sao bác? Ngon bác. Ngọt quá. Lần đầu tiên ăn con này luôn mà con bác. Nó bự muốn bằng cái chén luôn. Phải múc cơm luôn rồi. Thứ này nó còn nhỏ. Dạ. Nó bự nữa. Ôi già, bự dữ. Bự bằng cái tô luôn bác. Cái này mới 8 tuổi thôi ha. 18 tuổi còn bự nữa. Trời, mới 4 tuổi. 4 tuổi không? Con trai này mới 4 tuổi à. Con trai 18 tuổi còn bự nữa. Còn con trai lên 6, 3 tuổi như bác sao? Ừ. Em ăn mía đi Tuyên. Tuyên phải vừa ăn vừa giữ mấy đứa nhỏ. Ngon quá. Được rồi, được rồi con. Đỡ đẻ bánh con. Đỡ bánh con. Dạ dạ, con cảm ơn. Cho anh Toàn ăn đi, nó bụng chưa giờ. Ủa hàng nhỏ chưa đâu. Nè. Ủa. Tay đâu? Tay. Về giường bển. Tay cháu nội là. Về giường bển à. Quên. Nó chạy ra chạy vô quên.
anh hai nữa. Con nữa bác. Thôi, con ăn đi. Ăn đi. Bác ăn nhiều vô đi cho nó no. Những lát con ăn lẩu cá lăng mình. Nè Thiên, nói anh bạn ăn rồi một xíu anh sẽ nhắn tin với em sau nhé. Em đừng có buồn anh nhé. Nãy là tới. Dạ. Trời ơi, nhiều không ăn cho em buồn thiêu vậy. À, chắc là do lần đầu tiên mà ở đây là không có quen với việc vừa ăn mà được quay clip như vậy cho nên hơi mắc cỡ. Đúng rồi. Đúng rồi, đúng không con? Ồ. Nãy Khương vừa nói là Khương vừa sẽ ăn ba con, nhưng mà mới con đầu là thấy no rồi đó. Còn phải chừa bụng nữa ăn lẩu. Đây con thứ hai. Rồi. Ở đây cái gì cũng đồ đồng tự nhiên không bà con bác. Đường vừa ngon mà vừa sạch, mà đặc biệt là không có tốn tiền. Qua đây, qua đây tại. Qua đây con. Qua đây. Xin lỗi con nha, chú cũng quên luôn. Ừ. Mà bởi vậy con nói nãy con nói ăn nấm nó ngon. Giờ nguội nó lạnh lạnh. Dai kìa. Nãy con ăn con nấm kia nó ngon được. Báo hát luôn. Để anh lấy cho. Ăn chứ. Chiều nó bắt mọc. Bắt nhiều lắm á. Nước ngọt quá trời bác. Cái này mà luộc lấy nước này nấu canh bùn ngót rồi ha. Canh mướp được. Nó bằng nguyên si. Ừ. Hơi uống xíu là nó hơi bị nguội. Chứ nó nấm là sẽ ngon tuyệt vời luôn. Cho Tài nha. Chín rồi con, chín hết rồi. Mà nó dai thôi. Con còn nó ăn đi. Chín chưa con? Chín rồi. Chín hết rồi. Hơi dai. Ngủ nó dai quá. Cũng quá. Hỏi con mời bác với mời cô ra ăn trước á, để tụi con ăn không? Bác với con cũng ra ăn cái để chờ rồi cũng nguội. Miếng này dài quá. Lỗ xôi chưa cặp? Xôi chưa bác? Đây con, rồi cái giá bự như vậy. Dạ. Này cô nấu ha. Dạ. Cá múc ra hết rồi hả cô? Dạ. Đây bác Năm. Bác ăn nước thôi phải không? Hả bác? Rồi. Đây, cá bác cắp nha. Đây tới. Đấy, vú mạnh dạn lên đi. Lâu lâu mới có một cái ngày sum họp gì chứ bộ có hoài ha. Kỷ niệm á. Vẽ cá bỏ vô nóng. Vẽ cá bỏ vô nóng ăn ngon. Uống cái nhìn thấy hấp dẫn. À. Thấy bác Năm nó tự nhiên chưa? Là bác Năm quay nhiều lần hả bác Năm? Hả? Năm quay nhiều lần quen hả? Năm quen với showbiz rồi. Này con. Đây Tài. Bỏ lẩu vô. Ủa bỏ rau vô nha cô. Đây. Cô muốn bên kia luôn hả cô? Cô muốn bên kia luôn hả? Dạ. Trời ơi. Còn nè, vô. Vô Linh. À, nhiều. Nhiều quá. À, một chân bún quá trời quá đó. Cho nó hai con trai cho nó ăn. Có người bạn mới vô. Nhát cái này đi. Có người bạn mới vô một Linh. Thì ăn ba con mới qua mới ngủ được đó. Con này ở dưới hả? Bắt ở dưới. Có ăn con này bao giờ chưa? Chưa. Mày chưa ăn trai bao giờ hả? Mày cầm nguyên con lên mày ấy á. Cầm vô rồi. Nó chưa gặp nữa sao biết cách ăn. Ủa vậy hả? Ở đây mà chưa biết luôn hả? Kỳ trời. Vậy là anh mày về mày sao anh nữa rồi. Vừa không? Dạ con đang chưa.
quá trời cái giống bún của con nãy ai múc của ta. Ba năm hả? Thầy có muốn bún quá. Quá trời thôi anh. Sao bỏ cá vô? Dài hả? Nổi đi. Dạ thôi được rồi. Nước được không? Dạ ngon. Ok. Ok. Dược luôn, quá tuyệt vời. Cô Năm chuyên nấu ăn thì sao? Ủa cô Út? Cô Út chuyên nấu ăn. Đây, quệt miếng cá vô bác. Quệt miếng cá vô bác. Lôi cái chén nước mắm lại gần xíu. Mấy quay rồi sao nó ăn vậy? Xíu tới bé Mai ăn thì không sẽ quay. Chứ nãy bé Mai ngọn nướng mấy con trai nó ăn quá trời. Cá ngon quá. Cá tươi luôn đó. Con 100.000 ký rồi. Còn một con 100.000 ký mà anh lên anh bán mà anh ký chín. Ký chín là đáng lẽ phải là 290 đúng không ba? 2 ký 9 đáng lẽ phải là 290. Với lại 2 ký ốc nữa 60 nữa là đáng lẽ phải là 350 mà anh lấy còn có 300.000. Anh nói lấy giá vốn. Dễ thương vậy. Cái nồi lẩu này nó không sôi được ha. Nó không sôi ụt ụt lên bỏ rau đều vô ngon. Đúng rồi. Chọn lưng nấu ăn đi. Dạ, em rồi. Nè. Cho lẩu sôi. Nóng rồi lên. Nó sôi rồi. Rồi rồi. Sôi nãy nãy giờ mong ăn nè. Nè. Nè, được chìm vô ăn rồi. Được được. Sáu rồi nữa nè. Hơn mấy giờ. Rồi. Đây. Nãy kêu Quang hôm qua hỏi xong xong rồi nó có mai cái qua liền. Nãy giờ từ lúc em vô em thấy mai quay em không thấy không. Không quay như mực mới vậy. Hôm nãy giờ nó có ăn cái mực số mật không? Ok. Ngon 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 tại nữa không? Miếng bút nó đi. Tài dễ thương à. Tài này đi đi theo chú Phương Dừa quay sinh tồn được à. Được không Tài? Được không con? Tài da nó rớt ra ngoài luôn rồi. Xin lỗi bà con cô bé. Bút này mình không cắt ra. Cắt ra cái nó bị dính. Anh biết thưởng thức không? Anh kéo kéo chén nước mắm lại liền. Xích quá xích vô. Chén vô liền. Chú là một chén này là tới hết luôn á. Không ăn rau được. Cái này nướng cũng ngon ha bác. Này nướng cũng ngon ha. Nước mắm ớt, cắt mỏng mỏng nước mắm ớt. Cá này giờ còn tự nhiên bác, đây còn không bác? Còn nhiều chứ. Trong mình đi quá. Đó câu hay làm gì bác? Câu. Cá này cũng sức nó 70-80 ký kia rồi. Gơi bác. Không ấy à. Nó dính một con là 70-80 á. Trời ơi, con chưa nghe thấy luôn á, con chưa thấy luôn à. Trời, cấp trước rồi xong mai à. Nó câu cái một con là 70-80 con. Con thấy có người câu là 70-80 ký thì có. Người câu á. Không câu con leo á chứ không phải câu câu cần. Thì đó người câu 70-80 ký thì có chứ con cá 70-80 ký không chưa thấy. Cá. Hồi đó cái mà bác thấy người câu 70-80 ký chưa? Cái cha già mà chú ở ngoài năm rưỡi ha. Dạ. À, hai cha con mần là giết con cá là bự hơn mấy bạn này. Dạ. Dài nha. Thêm mắm không?
muốn vô cá này 7-80 kg thường bác năm gái là ăn chay cho nên là không có ăn lẩu cùng gia đình cái này mới mua luôn chưa cắt này luôn vậy. Mình mạnh vô đi cá nhiều lắm ô cái đầu con cá rồi chuyện cá nó mập ghê cái này để con về con ghé con mua con về sớm nó lẩu à này không nói làm tả bánh lù cũng ngon nữa bánh lù mắm à dạ dạ mắm cũng được này nó lâu mắm cũng ngon mà dạ hoặc là bún giấm dạ bún giấm cũng bánh tráng tuyệt vời luôn ngon hả xuống dưới đưa ra đưa trong đây mấy bác ông ngoại ngồi ăn không hả vô anh đang hình thói dài muốn khỏe quá tập trung ăn không nước mắm kèm miếng ớt này ăn cho nó đậm đà hơn vậy cay quá bỏ rau vô ăn bách ăn được ăn được bỏ hết vô luôn đi còn rau cũng được ngon quá tính ra bữa ăn này đâu có tốn nhiêu tiền đâu ta có quá trời tốn 300.000 hơn tốn tiền cá nhà nấu ngon chứ ta cô nấu á cô cái bờ nấu á cô nấu cái màu nó cũng đẹp nữa cô này bỏ dầu điều hả cô chai lẩu thái nữa à chai lẩu thái cô bỏ vô hả cô phải nêm nếm thêm chứ cho đậm đà giờ nấu ăn có mấy cái nước đóng chai á đó, cũng tiện dụng hết không ngon không à còn cái đậu quá bạn nào nhớ không cái gì á dạ, 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 thôi dạ được rồi bác nào đó dạ dạ mấy cái dạng dưới rồi nó ngon dạ này dạ dạng dưới này mới ngon hết bác nào dạ này dạ thôi con xin cái này được rồi yeah. Được quá ơi ngon quá dạ rồi thôi bỏ cái chai này vô ngang cái này khỏi ăn đứng hình luôn rồi vừa mới lùa được hết tô bún bỏ cái này ngang cái này rồi, một bữa tối rất là ngon rất là hấp dẫn dạ cảm ơn thứ nhất là cảm ơn cô Út đã nấu con nồi lẩu rất là ngon rồi cảm ơn tới đã chế biến cái món trai nướng mỡ hành dạ cảm ơn bác Nam đã dẫn tụi con đi bắt con trai cảm ơn bé Linh rất nhiều dạ cảm ơn hai đây hai tên Linh không đây bé Linh dâu ngày hàng xóm cảm ơn Linh đã dành thời gian qua ăn dạ chúc quý bà cô chú anh chị thật nhiều sức khỏe dạ gia đình của bác Nam xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại ạ.